Kỹ thuật gò bóng kết hợp với giật bóng xoay xuống góc phải, góc trái là một trong những kỹ thuật cơ bản trong môn bóng bàn mà người chơi cần phải nắm vững và thực hiện thuần thục trong một trận đấu bóng bàn. Ngay sau đây, huấn luyện viên Ngô Trường Giang, câu lạc bộ bóng bàn Trường Giang, thành phố Hưng Yên sẽ hướng dẫn chi tiết kỹ thuật này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn động tác kỹ thuật gò hai bên. Gò bên phải bên trái kết hợp với cả gò bên trái lé giật xoay xuống bên trái và gò bên phải kết hợp giật xoay xuống bên phải. Kỹ thuật cơ bản gò bóng có nghĩa là quả bóng sang mình sẽ tiếp xúc 2/3 bên dưới của quả bóng để trả lại bóng sang bàn đối phương. Động tác mặt vợt nghiêng khoảng 30 độ, chúng ta sẽ tiếp xúc vào bóng sang, chúng ta tiếp xúc vào 2/3 bóng bên phía bên dưới quả bóng để trả bóng sang. Sau đó đây là gò cơ bản, sau đó chúng ta sẽ lé di chuyển bước chân, lé di chuyển và để giật bóng xoay xuống. Bóng xoay xuống thì tôi xin nhắc lại là bóng xoay xuống mình sẽ giật, cũng giật 2/3 bóng bên dưới như động tác cơ bản giật bóng xoay xuống. Hai phần tiếp xúc, cái điểm tiếp xúc là tiếp xúc 2/3 phần bên dưới của quả bóng. Bây giờ sau đây tôi sẽ thực hiện động tác ngoài bàn này, gò này, lé này, giật bóng xoay xuống này, gò này, lé này, giật bóng xoay xuống này, gò, lé, giật bóng xoay xuống. Tương tự chúng ta sẽ thực hiện bên phải cũng như vậy, tiếp xúc quả bóng 2/3 bên dưới, gò phải này, giật này, gò phải này, thu chân phải về sau, giật này, bước chân phải lên phía trước này, gò, thu chân phải, giật này. Điểm tiếp xúc cũng không khác gì bên góc bên trái, cũng 2/3, giật bóng xoay xuống, cũng 2/3 phía bên dưới của quả bóng, mình giật, kéo bóng lên, tạo ma sát, kéo lên, gò, giật, gò, giật. Thì sau đây xin mời hai bạn học viên sẽ vào thực hiện động tác ngoài bàn trước. Hấp, gò, lè, giật lên, hạ xuống. Gò bên phải, cho sang thực hiện bên phải, bước chân phải lên, gò, kéo chân phải lên, gật, bước, thấp chân xuống dưới mặt bàn. Gò, như bạn Đức này, mình gò này, khi quả bóng đến đây là mình phải di chuyển hết rộng động tác ra, mình giật dứt khoát bóng lên nhá, gò không được đứng gần này, gần này quả bóng nó vào lách mình không thể giật được, gò này, di chuyển dứt khoát ra, giật đúng động tác, di chuyển rộng ra. Gò. Bên phải là thế, bước dứt khoát chân phải lên, bước dứt khoát chân phải, gò xong rồi chảy về, nhảy về, giật hạ xuống này, bước này dứt khoát chân phải lên, gò, gò. Lưu ý Thiện này, cố gắng bước nhanh chân phải lên một chút. Bước nhanh chân phải. Sau đây tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn động tác là gò trái, gò phải và giật bên góc phải. Tôi bắt đầu thực hiện động tác kỹ thuật này. Gò trái này, gò trái này, gò phải này, lùi lại này, giật lên này, nhảy sang này, gò trái này, gò phải này, lùi lại này, giật sang này, gò trái này, gò phải này, lùi lại, giật lên này, gò trái này, gò phải này, lùi, giật lại, gò trái này, gò phải này, giật này, gò trái này, gò phải này, gò trái này, gò phải này, giật, gò trái này, gò phải này, giật, gò trái này, gò trái này, nhảy sang phải ngắn, lùi lại giật phải. Rồi, ma sát này hiện tốt. Rồi, rồi, cố gắng động tác mình không giật quá dài ra này, nó thành động tác thừa rất nhiều, mình chỉ đến đây này, vừa động tác này không, mình không bay tay sang đây này, vừa đến đây này,
Cái thứ hai, khi mình di chuyển sang phải này, cố gắng cúi người về phía trước, lao người về phía bên bàn đối phương, giật cho nó mềm mại ra. Mình không ngửa người, không được ngửa người giật ra, quả bóng nó sẽ không mạnh được nha. Mời bạn Thiện vào thực hiện kỹ thuật. Hai trái của trái. Trái này, ngắn phải này. Rồi. Động tác của bạn Thiện là tiếp xúc bóng là tốt. Chỉ lưu ý mỗi chỗ bạn Thiện là hơi cúi người, đổ người về phía trước một chút thôi. Mình đừng có đứng đơ cái thẳng cái lưng này ra quá. Nhìn quả bóng nó rất cứng, cố gắng mình hơi cúi người, mình đổ người về phía trước mình giật thì quả bóng nó sẽ mềm mại, nó sẽ mạnh hơn. Bây giờ mình sẽ thực hiện động tác lưng cao, có nghĩa là mình sẽ phối hợp cả vừa gò bên phải vừa bên trái. Sau mình lé một góc bên trái để mình xoay xuống. Sau đây tôi sẽ thực hiện động tác này. Gò phải này, lé gò trái này, di chuyển giật bóng xoay xuống đấy, ta hết một động tác này, lại này, gò phải này, gò trái này, nhảy này, giật bóng xoay xuống này, gò phải này, nhảy về gò trái này, nhảy giật bóng xoay xuống này, gò phải này, gò trái này, nhảy giật bóng xoay xuống. Đấy là với động tác mình gò bên phải và gò trái và lé ra giật bóng bên góc trái. Sau đây tôi sẽ thực hiện là mình sẽ cũng gò hai điểm và mình sẽ giật bóng bên góc bên phải. Trước tiên chúng ta này, gò trái này, nhảy lên gò phải này, nhảy lại giật phải này, gò trái này, gò phải này, nhảy giật bóng xoay xuống này, gò trái này, gò phải này, giật bóng xoay xuống này, gò trái này, gò phải này, giật bóng xoay xuống này. Đấy, sau đây xin mời hai bạn động viên vào thực hiện gò phải, gò trái, lé ra giật, đúng rồi, nhảy về gò phải, gò trái, giật, gò phải. Rồi. Rồi, mình lưu ý cái động tác gò giật góc trái của bạn Đức này. Bạn Đức cố gắng là mình phải di chuyển rộng sang bên phải một chút, bước dài sang bên phải chứ mình không di chuyển ngắn như này nhá. Gò trái, gò phải này, gò phải mình bước rộng sang bên này, xong mình mới về đây, mình mới nhảy sang đây. Chứ mình không thể gò ngắn như này được, bóng là bóng thế này, thì mình cố gắng mình di chuyển sang đây nhá. Nhảy góc trái, phải này, trái, nhảy ra, rồi nhảy rộng sang phải, bước sang phải lên, rồi tốt, gò trái, rồi. Ok, cái động tác của bạn Thiện thì cố gắng mình nhảy bằng mũi chân bàn chân đấy nhé, đừng nhảy bằng gót chân, cố gắng mình nhảy mũi bàn chân này, lấy cái mũi bàn chân này nhảy lên. Thế là Thiện thực hiện cái bước bên phải, gò trái trước, gò trái, gò phải, giật lùi lại, nhảy giật, đúng rồi, nhảy sang, nhảy kiểu con bốc di chuyển ngang ra, đúng rồi, đấy, thế, rồi, nhảy lên, đúng rồi, thế, rồi, tốt. Phải. Rồi. Ok. Bắt đầu thực hiện gò phải trước này, nó chậm nào, gò phải này. Bước chân phải lên, gò trái, lé ra. Giật lên, nhảy về. Trái. Rồi. Chậm thôi. Gò trái. Tốt. Gò phải. Phải này. Trái này. Nhé. Rồi. Phải. Rồi.